Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang từ lâu đã nổi tiếng với món đặc sản khô cá lóc Chợ Mới. Ở Chợ Mới có rất nhiều cơ sở làm khô cá lóc ngon. Hôm nay mời các bạn cùng mình đến cơ sở khô cá lóc Kim Loan ở ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Khô cá lóc Kim Loan đã được công nhận là sản phẩm OCOP tỉnh An Giang vào năm 2020. Đường đi thì các bạn đi theo hướng từ Chợ Mới sang Long Xuyên, đến cầu Chân Đùng ở xã Long Kiến. Vô qua cầu thì mình quẹo phải khoảng vài trăm mét là tới. Chị Nguyễn Thị Kim Loan là giáo viên của trường mẫu giáo Long Kiến. Gia đình chị nuôi cá lóc từ năm 2011 và bắt đầu làm khô cá lóc từ năm 2015 cho đến nay. Sản lượng khô cá lóc mỗi ngày làm ra ở cơ sở Kim Loan là từ 500 cho tới 800 kg. Không chỉ có khô cá lóc, cơ sở còn làm khô cá chạch đồng, cá sặc bổi, rồi khô lưỡi cá lóc, khô gò má cá lóc nữa. Nếu ở xa và muốn mua khô cá lóc Kim Loan thì các bạn có thể mua trên website khocalóc.vn hoặc là trên các trang thương mại điện tử khác. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân Kim Loan để tìm hiểu quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản khô cá lóc tại đây. Thì đây là khu vực phi lê rút xương cá để cho cá nó sạch xương. Sau khi mà xử lý chết con cá rồi thì sẽ đưa vào cái máy đánh dẫy. Bên dẫy thì bằng máy móc gì nè, đánh sạch dẫy con cá và sạch nhớt nữa, để hạn chế tối đa cái độ tanh của con cá. Thì sau công đoạn đó thì phi lê ra thành thịt cá, rồi sơ chế ướp ủ, rồi đến hôm sau thì sẽ đi phơi. Thì phơi ra dàn phơi ra nhà sấy phơi. Thì khô cá lóc Kim Loan là hộ kinh doanh cho nên là được lấy từ mô hình nuôi cá lóc thương phẩm Việt Ráp. Và sau khi mà sơ chế ướp rồi thì cá được phơi trong nhà sấy năng lượng mặt trời, được các cấp ngành của tỉnh hỗ trợ nhà sấy năng lượng mặt trời, đảm bảo tối thiểu những vi sinh kháng sinh là cho ra sản phẩm sạch ngon để cung cấp cho thị trường. Mời anh đi theo em. Khô thì mình có khô ba nắng, này là khô ba nắng này nè. Mình có thể đi xa, đi khắp cả nước được. Mình phơi thêm nữa thì 5 nắng thì mình đi nước ngoài, ok. Thời gian đi thì 10 đến 15 ngày vẫn được. Cái này cá là ba nắng. Này cá lóc là cá lóc đầu vuông. Lóc đầu vuông được nuôi bể bạc đó. Hạn chế tối đa là không có chất mùi tanh của con cá. Và thịt dai ngon như cá đồng của mình vậy đó. Dai giống như cá hồi xưa ông bà mình làm đó. Cá nó ngon, mình có thể sử dụng được ruột cá và bao tử cá mình bán cho khách luôn. Thì sản phẩm ra thì dãy em vẫn tận dụng mà bán được cho những người thương lái ta mua đặng mà bào chế canh si cũng bán được. Thì trong nhà sấy thì của em thì có khô một nắng. Đây là nhà sấy năng lượng mặt trời. Thì trong nhà sấy thì thiết kế 3 tầng. Thì nhiệt độ nó cũng 60 độ là được 10 dĩ á, cái 10 dĩ có quạt sấy, có năng lượng điện, năng lượng mình có thể là hút hàng thì mình vẫn có thể sử dụng luôn ban đêm nhờ cái điện quang, cái đèn chiếu sáng. Đây là khô một nắng, khô một nắng nó dài, thịt cá trắng đẹp. Khô hai nắng thì dẻo hơn. Khô hai nắng thì con khô nó dẻo thịt cá hơn. Nó dẻo, nó mềm. Dành cho người mà thích cái hai nắng thì mình dễ sử dụng, chiên nướng gì cũng được. Còn một nắng thì nó mềm. Còn khô cứng thì mình dùng để đi xa, đi cho khách biếu tặng quà rồi đó thì đi xa nó phù hợp hơn. Nhưng mà con cá nào thì cũng giữ nguyên chất lượng của nó, là thịt nó dai ngon. Cái hương vị cũng có chung công thức là nó phù hợp với các vùng miền hết. Sản phẩm của em thì ngoài khô thịt thì còn có khô lóc cẩn nè, khô miếng nè, rồi đủ các loại độ nắng hết, đủ size, đủ cỡ. Ngoài ra thì em còn tận dụng là làm ra gò má cá lóc,
là khô một nắng rồi ba nắng cũng vận chuyển được luôn. Ở đây là lưỡi, lưỡi hàu cá lóc á, thịt rất là dai ngon. Nó có độ độ béo rồi nó có hương vị riêng của cái má và cái lưỡi riêng của con cá. Mang chất riêng của sản phẩm. Ở đây là bồn bồn cá nuôi lóc bể bạc nè, cá đầu vuông. Thì con cá nuôi trong đây là khu vực này là diện tích là 100 mét vuông. Thì bắt cá giống, sau khi bắt cá giống thì mình nuôi đến 7-8 tháng thì được ra con cá từ nửa ký đến ký 2 là đúng kích cỡ mình làm khô. Cá khỏe thì mình cắt mồi, mình là để cho nó sạch thức ăn rồi đó, sau 3 ngày thì mình sử dụng để mà sản xuất khô. Thì sản phẩm sau khi mà đạt đủ tiêu chuẩn của khách đặt á, như 1, 2 nắng, 3 nắng thì mình đem sản phẩm vào và tiến hành đóng gói. Thì mình đóng gói theo quy cách yêu cầu của khách là 500g đến 1 ký. Tùy theo rồi mình đưa vào máy đóng gói. Hút chân không cho sạch đẹp rồi nó an toàn và nó thẩm mỹ cho người ta dễ biếu tặng cho nó lịch sự. Đây là cái máy hút chân không. Thì làm quà Tết thì rất ok. Tết thì người ta thường sử dụng khô với bia. Những quà tặng á, ta tặng kèm với nhau, khô với bia. Mà đạt chuẩn khô sạch á, thì ta càng ưa chuộng hơn. Đây là sản phẩm thành phẩm. Khô cá dai ngon, không có mỡ trong cái sản phẩm. Thì sản phẩm khô cá lóc Kim Loan là 100% không có sử dụng chất bảo quản. Nên mà khi mà khô phơi 1 nắng 2 nắng thì chúng ta thì cơ sở sẽ để vào trong cái những tủ đông để cho hạn chế là không có nhiễm kháng sinh vi sinh, không nhiễm vi sinh. Thì rồi đây là thành phẩm của khô cá lóc Kim Loan sau khi đóng gói để thành phẩm để tủ. Thì khách yêu cầu thì mình có thể đi. Như này bao bì thì nó đóng hơi lạnh thôi nhưng mà chất lượng vẫn là đủ đạt độ nắng của chất lượng khô. Thì con khô á thì nó thịt nó dai, nó đặc biệt là nó dai. Khô cá lóc Kim Loan là khô từ cá lóc đầu vuông, nó dai, nó không bị bở thịt. Nhưng ở những vùng khác mình nướng chiên lên vẫn ngon. Và nó hậu nó lạc, vừa ăn không có ngọt, không có mặn. Đặc thù của khô cá lóc Kim Loan Chợ Mới là như vậy. Có nhiều dòng sản phẩm như cá sặc, cá chạch nè, em làm cũng đủ đủ loại hết trơn, cá sặc đồng nữa, rồi lóc sợi phi lê. Thì có thêm dòng sản phẩm lóc sợi phi lê là mình rút hết xương lột da luôn, thì làm cái sản phẩm đó là cũng sản phẩm tiềm năng của cơ sở. Nếu có dịp thì mời các bạn thử qua món đặc sản chí danh khô cá lóc Chợ Mới này nha. Đây cũng là một trong những món đặc sản mà du khách phương xa đến An Giang nên chọn mua về làm quà. Hoặc là người An Giang có đi đâu thì ưu tiên mua làm món quà mang theo để biếu tặng. Bảo đảm ăn thử là khen, còn quen rồi là ghiền luôn đó. Về lại An Giang ấm áp tình thương, ngược dòng phố xa sông nước ghe xuồng ngược xuôi. Gặp lại em gái quê năm nào, thương em e ấp nụ cười dễ thương. Về lại An Giang thương lắm tình quê, cù lao xanh ngát qua mi quả hưng. Trời Long Xuyên đẹp lắm mùa hoa phượng, một lần về thăm sao lòng nhớ thương hoài. Về An Giang ta về Châu Đốc vui hội gia bà, qua Tân Châu nghe ca dòng cổ, ghé qua Châu Thành thăm cánh đồng lúa thơ. Châu
phú chờ ai, ta về Lãng Linh ngắm dòng bình di bùng bình thiên an phú. Chờ mời phú tân thăm bao nghĩa tình, anh cùng em ta về tình biên, ngắm rừng cà xưa xanh thẳm chân trời, lên núi Cấm trời mát quanh năm, nghe tiếng chuông chùa cầu nguyện bình an. Thoại Sơn ơi thương núi Sập Ba Thế, còn đó ông eo di tích Phù Nam, bầy núi nhớ